Chuyện nó lạ gì nè, cũng cùng là một trái bưởi, nhiều khi mình mua ngoài chợ giá nó cũng cao vậy, ăn nó cũng ngon vậy, nhưng mà nó sẽ không bao giờ quý bằng cái trái mà chúng ta trồng được. Mấy bà công nhận không? Đây, minh chứng cụ thể là chị Bảy nhà em đây. Cái cây bưởi này là chị Bảy trồng mấy năm rồi nó mới có trái đó. Trời ơi, cái hồi mới ra trái chị đếm từng trái nha quý vị. Chị dặn mẹ răng mấy đứa nhỏ trong nhà đứa nào mà hai mấy trái non là biết tay chị. Sáng mà chị ra chị phát hiện có trái non nào rớt dưới đất là chị vô chị điều tra mấy đứa nhỏ như công an hình sự gì đó. Cái nghề mà nó rụng nhỏ nhỏ cũng không ai nói làm gì, mà nó trọng trọng rồi nó mới rụng mới đứt ruột đứt gan. Mấy bà tao nói chắc lưỡi cả ngày luôn. Hai cái trái bưởi này là tới lứa hái rồi đó, mà chị cứ tiếc hoài không có dám hái. Hôm qua còn mới nói với em là mấy trái bưởi này nó lâu chín ghê á, từ lúc nó ra trái non tới lúc mà nó chín cũng phải 6-7 tháng. Thấy chị tiếc hoài không dám hái, mà để hoài thì nó sẽ hư. Bởi vậy cho nên hôm nay canh chị Bảy không có nhà, em đã phụ chị Bảy một tay trồng được cái trái bưởi này thì quý thiệt, chứ cái trái này đem bán chắc người ta chê. Trời đất ơi, cái trái bưởi gì đâu mà có chút xíu ruột mà còn nhiêu cùi không à, không đem nấu chè bưởi cũng hơi phí. Muốn nấu cái chè bưởi này thành công là mấy bà phải lạng bỏ hết cái phần xanh nha, là cái phần tinh dầu á, chứ nó the dữ lắm, rồi đem đi ngâm nước muối khoảng 30 phút. Sau 7-7-49 lần nấu chè bưởi thất bại thì mấy bà phải tin em, đây là cái công thức mà đảm bảo với mấy bà là sẽ thành công. Mình sẽ đem đi ra vắt xả khoảng 10 lần cho em. Vắt xả xong rồi bây giờ mấy bà cho vào đây một xíu bột mì với một xíu muối ha, bóp cho em khoảng 5 phút nữa rồi lại tiếp tục vắt xả cho đến khi nào mà cái nước nó trong luôn là ok đó. Cái điểm tiên quyết làm nên cái sự thành công của món chè này chính là cái công đoạn vắt xả này chứ không đâu đó ha. Vắt xả mà thấy nước nó trong rồi á thì em sẽ đem vào luộc ha, luộc khoảng chừng 3 phút là được rồi. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra rồi đem ra vắt xả một lần nữa. Cái này chỉ cần một lần cuối là xong, nhưng mà nó hơi nóng, mấy bà cẩn thận nha. Sau đó thì em sẽ ướp vào đây đường, mấy bà ướp ít ít thôi nha, em hơi quá tay. Ở đây thì em dùng đậu xanh cà vỏ cho nó đỡ cực chung vị giáo á. Mình sẽ đem đi hấp trọt mấy cái lỗ này nè cho đậu xanh nó mau chín, chứ nếu không á thì nó lâu chín. Cái nồi này thì nó tiện xào hấp luộc kho gì cũng được á, nhưng mà cái điểm bất tiện của nó chỉ nấu được 2-3 người ăn thôi hà. Cùi bưởi mà thấm đường rồi á thì em sẽ cho bột năng vào, mình sẽ xóc đều như vậy cho cái phần bột năng nó thấm vào trong cùi bưởi. Xong rồi thì nấu một nồi nước sôi, mình sẽ cho cùi bưởi vào mình luộc đâu đó khoảng chừng 5-7 phút hà. Mình mở nắp ra thấy cái phần cùi bưởi nó trong á thì mình sẽ vớt ra ngoài một cái thau nước lạnh. Mấy bà có nước đá thì càng tốt, em không có em chỉ nước lạnh cũng không sao hết trơn á. Rồi mình sẽ lọc lại bỏ cái phần nước đó, chỉ lấy cùi bưởi thôi. Cái đậu xanh mình hấp nãy giờ á thì kiểm tra bóp thấy nó mềm á là nó đã chín rồi nha. Kim cái thau hơi to rồi mình sẽ đổ cái đậu xanh này ra, mình để một hồi cho nó nguội một xíu á là mình sẽ cho vào trong chè được. Em lấy 1 lít nước nấu cho nó sôi rồi em sẽ cho vào đây đường. Đường á thì mọi người nhớ cho theo cái con tim mình kêu gọi đi. Mình khoái ngọt nhiều thì mình cho nhiều, còn mình khoái nó lỡ thì mình cho ít. Xong á thì mình sẽ cho toàn bộ cái cùi bưởi hồi nãy của mình vào, đánh lên cho nó tan ra, rồi mình sẽ nấu một xíu cho nó sôi lên. Thấy nó sôi rồi á thì mình sẽ khuấy đều nè. Em sẽ cho vào đây xíu muối, đổ toàn bộ cái đậu xanh mà mình có vào ha. Rồi mình cũng khuấy đều lên. Canh vớt bọt nha mọi người. Lấy cho em 2 muỗng canh bột năng, mình thêm nước lọc khuấy cho nó tan rồi mình sẽ cho vào trong chè như thế này. Lúc mà cho thì vừa cho vừa khuấy chè nha, chứ nó không nó giòn cục đó. Cái chè này thì tất nhiên phải ăn với nước cốt dừa rồi. Nước cốt dừa thì em thêm đường, thêm xíu muối. Ai thích sạch sạch á thì thêm xíu nước bột năng rồi mình khuấy đều, nhớ canh lửa nha chứ đừng để khét chi em. Chè này mà mọi người muốn ăn lạnh á thì để nó nguội đi, chứ bây giờ nóng quá mà cho nước đá vô thì nó tan lỉnh mỉnh à. Còn chỗ mấy bà mà bị áp thấp nhiệt đới mưa tối ngày như em á thì mình phải ăn nóng. Còn bà nào mà vẫn khoái ăn lạnh á thì cứ vô tư đi, em không cản đâu. Ta nói không cần biết chè gì, nhưng mà chỉ cần chan một miếng nước cốt dừa lên thôi là thấy mờ lem ngay, phải không mấy bà? Rồi, mà mọi người cùng ăn chè với em nha. Mẹ ăn chè mẹ. Đây, ăn thử coi. Ngon thì ngon thiệt, nhưng mà mệt quá mấy bà ơi. Mệt quá mấy chị ơi. Là mấy cách này là em thấy cùi bưởi không có còn bị đắng hay là the luôn á. Ngon. Đến giờ cũng hay. Trời nắng ra thì thêm đá, còn trời mưa thì ăn nóng. Xuất sắc. Cái mùa nào cũng có thể ăn được cái chè này nha. Ngon. Thêm cái mùi nước cốt dừa khét khét á mấy chị, nó thơm dữ lắm.